áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Chào các bạn, mời các bạn cùng theo dõi bài phân tích nhân vật Cụ Tứ trong truyện ngắn Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân, do Việt Sách biên soạn và tổng hợp để học tốt môn ngữ văn lớp 12. Vợ Nhặt có tiền thân là tiểu thuyết Xóm Ngụ Cư, được nhà văn Kim Lân viết ngay sau khi cách mạng tháng 8 thành công nhưng còn dang dở và bị mất bản thảo. Sau này, dựa vào một phần cốt truyện cũ của Xóm Ngụ Cư, nhà văn Kim Lân đã bổ sung và cho ra đời truyện ngắn Vợ Nhặt. Tác phẩm lấy bối cảnh là nạn đói năm 1945 khiến cho hơn 2 triệu người dân Việt Nam bị chết đói. Trong truyện ngắn, bên cạnh nhân vật chàng, người vợ nhặt, nhân vật bà Cụ Tứ được xây dựng rất thành công bằng nghệ thuật miêu tả tâm lý tinh tế. Qua đó, ta có thể thấy rõ được tấm lòng, đức hy sinh của một người mẹ nông dân trước cách mạng tháng 8. Bà Cụ Tứ là mẹ của chàng, một thanh niên có ngoại hình thô kệch, nghèo đói, phải ở trong xóm ngụ cư, đã lớn tuổi mà vẫn chưa lấy được vợ, nhưng lại đặc biệt tốt bụng, được mọi người hết mực yêu mến. Giữa lúc nạn đói đang hoành hành, khắp nơi mọi người chết đói như ngả dạ, vì triều đãi không toan tính một cô nàng bốn mắt bánh đúc được người ta theo về, chàng đã bỗng dưng có vợ. Việc chàng dẫn một người phụ nữ về nhà không chỉ khiến cả xóm ngụ cư mà chính mẹ chàng, bà Cụ Tứ vô cùng sửng sốt. Bà Cụ Tứ phấp phỏng bước theo chàng vào nhà, đến giữa sân, bà đứng sững lại, bà càng ngạc nhiên hơn. Quái, sao lại có người đàn bà nào ở trong ấy nhỉ? Sao lại đứng ngay đầu giường thằng con trai mình thế kia? Sao lại chào mình bằng u? Không phải là con cái đục kia mà. Ai thế nhỉ? Chàng vốn xấu trai, ế vợ, ấy mà tự dưng lại dẫn ngay một cô vợ về giữa lúc đói kém. Điều này khiến bà Cụ Tứ ngạc nhiên và hàng loạt các câu hỏi được đặt ra trong tâm trí của bà. Bà không tin vào mắt mình, vào tai mình nữa. Bà lão hấp háy cặp mắt cho đỡ nhoèn, vì tự dưng bà thấy mình nhoèn đi thì phải. Bà lão quay lại nhìn con, tỏ ý không hiểu. Từ sự sửng sốt, bất ngờ, ngạc nhiên vì có một người phụ nữ theo con trai mình về làm vợ, nhận mình làm mẹ. Khi được chàng giải thích, bà Cụ Tứ hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Tâm trạng bà Tứ trở nên vô cùng phức tạp. Bà vừa mừng, vừa lo, vừa thương mà lại tủi. Bà mừng vì con trai mình đã có một người vợ, yên bề gia thất. Nhưng bà lão cũng lo lắng, không biết rằng liệu vợ chồng chàng có nuôi nổi nhau qua cơn đói khát này không nữa. Với trách nhiệm của một người mẹ, bà lại thấy tủi. Chào ôi, người ta dựng vợ gả chồng cho con cái trong lúc nhà đang là ăn nên làm nổi, nhưng những mong sinh con đẻ cái để mở mặt sau này. Còn mình thì, trong cái mắt kèm nhèm của bà cụ rỉ xuống 2 dòng nước mắt. Bà thương cho con trai, bà lão cúi đầu nín lặng. Lòng người mẹ nghèo ấy vừa ai oán, vừa xót xa tội nghiệp cho số kiếp của con trai mình. Rồi bà nghĩ đến ông lão, nghĩ đến cô con gái út và nghĩ đến cuộc đời bà, và chăn trở cho cuộc đời của vợ chồng chàng sau này. Lấy nhau lúc này, liệu cuộc sống có đỡ được hơn bố mẹ ngày trước không? Sở dĩ bà Cụ Tứ có những tâm trạng phức tạp như thế là xuất phát từ tấm lòng của một người mẹ hết mực yêu thương con, hổ thẹn vì không làm tròn bổn phận, trách nhiệm đối với con. Nhưng trong cái buồn, cái tủi, cái lo lắng ấy của bà Cụ Tứ, ta vẫn thấy sự lạc quan, niềm vui le lói, một niềm vui tội nghiệp. Bà vui trong ý nghĩ tốt đẹp về tương lai, rồi may ra ông trời cho khá, ai mà giàu ba họ, ai mà khó ba đời. Trong bữa ăn sáng với con trai và con dâu, bà nói toàn chuyện sung sướng sau này. Bà vui trong công việc sửa san vườn tược nhà cửa, bà lão dọn cỏ dại, quét tước nhà cửa, cái mặt bùng beo u ám của bà rạng rỡ và tươi tỉnh hẳn lên. Bà vui vì nhà còn có bữa sáng bằng nồi chè khoán nấu bằng chảo cám để ăn, trong khi nhiều nhà cũng còn không có.
Nhưng niềm vui, những niềm vui nhỏ bé, người mẹ ấy cố thắp lên để sưởi ấm lòng con, tiếp cho con sự lạc quan, sự tin tưởng vào tương lai. Những niềm vui nhỏ ấy dù rất mong manh nhưng lại vô cùng đáng trân trọng. Trong truyện ngắn Vợ Nhặt, nhân vật bà cụ Tứ xuất hiện gần về cuối tác phẩm, được khắc họa đậm nét, thành công thông qua nghệ thuật miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật. Ngôn ngữ nhà văn thể hiện đầy chọn lọc, tinh tế và giàu hình ảnh. Hành động phát triển phù hợp với diễn biến tâm lý nhân vật. Bà cụ Tứ là đại diện tiêu biểu cho hình ảnh người nông dân Việt Nam nghèo khổ nhưng giàu lòng thương con, giàu đức hy sinh và vị tha. Nhân vật này tô đậm giá trị nhân đạo sâu sắc của tác phẩm, một nhân vật không thể thiếu để tạo nên thành công của truyện ngắn Vợ Nhặt. Như vậy, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau phân tích nhân vật bà cụ Tứ trong truyện ngắn Vợ Nhặt. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học về sách.